Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vùng hoàng kim để chúng ta xem họ làm những cái bẫy ruồi như thế nào để họ xử lý trái hoàng kim này. Dụ ruồi. Dụ nó vào. Dẫn dụ ruồi. Và ruồi nghe thấy cái mùi này thì tự động sẽ tập trung vào đây hết. Và là sẽ cái nước này là ruồi sẽ đậu xuống và rớt chết tại đây. Rồi cái con mà nó dính đây thì sao? Đây, ở đây nó có cái chất nhựa. Chất nhựa. Rồi. Vậy là hai cái phương pháp làm con ruồi chết thưa các bạn. Thứ nhất là cái nước cũng làm con ruồi chết. Cái thứ hai nữa là nó dính vào cái cánh vào trong cái chất nhựa này, nó cũng chết. Cho cái con ruồi này là nguyên nhân để làm trái hoàng kim của mình bị hư này. Mà họ không sử dụng nấu hóa học. Không sử dụng nấu hóa học, họ chỉ sử dụng bằng những cái phương pháp đánh bẫy thế này thôi. Và họ đã làm được trái hoàng kim không có bao giờ một cái không có hóa chất, không có hóa chất nữa. Cho nãy giờ tôi ăn không sao hết. Các bạn thấy không? Tuyệt vời, good. Oh my. Đi vào vườn hoàng kim của mình thì như một rừng u minh bạn ạ. Và trong để những vấn đề là mình cái hoàng kim mình cần trọng lên. Các bạn ơi, nếu các bạn mà muốn giàu hoàng kim là nhiều tiền. Các bạn có thể trồng cây này rất là nhiều vào. Đây là hoa ra thế này rất là nhiều tiền anh nha. Cứ lần trước hoàng kim mình sẽ được lên hoàng hậu. Ok, tuyệt vời quá. Cái này là hoa ra rất là nhiều này. Rất là nhiều trái. Rất là nhiều hoa, đang hoa mà có trái luôn nè. Đây. Trái đây. Như trái trứng gà vậy. Đây, có bên này, có bên này. Sợ là chiếc cành là không. Chiếc kia là có rụng nè anh ơi, có rụng nè. Do gió cái này, gió rụng cái này mình hái bỏ bớt.